Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa HTML và CSS tại F8 Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng đi dựng cái phần base code để các bạn chuẩn bị vào phần thực hành để code ra cái giao diện website bán hàng này nhé Thì ở đây mình đã tạo ra cái project của này, chưa tạo một file nào cả Thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo file đầu tiên là file index.html này Sau đó các bạn tạo giúp mình một vài file JS, à mình xin lỗi file CSS nhé Đây, đặt nó vào trong cái thư mục là access này Uh, tạo một thư mục css và đặt ra một file là main.css này uh, tiếp theo là cũng trong cái thư mục css này các bạn tạo thêm cho mình một file là chấm file css uh, trước tiên thì cái file bay này là chúng ta sẽ code những cái thành phần uh, cấu hình chung vào trong này phải chưa uh, file main này thì chúng ta sẽ css cái phần uh, những cái thành phần riêng vào bên này còn thậm chí là sau này uh, mỗi khi các bạn làm ra một trang ấy, ví dụ như là trang chủ hoặc là trang chi tiết chẳng hạn À, chúng ta cũng có thể tách ra một file CSS riêng nhé Bởi vì uh, bây giờ chúng ta chưa học tới thằng uh, SISS Tức là thằng sát đấy các bạn Thì lúc đó là chúng ta cứ tạm viết tạm ra là CSS uh, tách ra một vài file như vậy uh, Và trong cái quá trình uh, học ấy thì sẽ có lúc mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển nó thành uh, sử dụng thằng SISS các bạn nhé Ok Thì bây giờ có hai thằng này rồi này uh, Các bạn tạo ra thêm uh, một cái thư mục uh, tên là image ở trong này nhé uh, Đặt là img cũng được Với tắt của image rồi này uh, chúng ta chữ ảnh ở trong này Uh, đều là gì? đều là nằm ở là thằng con của thằng access các bạn nhé. access là chữ file tĩnh mà, rồi xem là còn thằng gì nữa không nào. rồi thì ở à đây tạo thêm một thằng uh, thằng uh, font nữa đấy để chứa những cái font chữ của chúng ta. và bây giờ chúng ta sẽ sang cái file index đây, index .html. các bạn viết vào chấm than này, enter này, nó sẽ tạo nhanh ra cái template như thế này. Uh, việc của các bạn bây giờ là cần link giúp mình cái file bay.cs vào đây, uh, link này, uh, access này, css này, bay này và link cả file main vào nữa. Đó. main main.cs ok. Uh, link xong ấy, thì các bạn cần ra ngoài kiểm tra giúp mình nhé, Đây, bấm vào đây giúp mình. Uh, open cái web lên đúng không? Bấm vào open cái web ra trình duyệt. Đó rồi uh, chuột phải và chọn inspect. Và sang cái tab sort giúp mình, nhìn xem có thấy hai cái file chúng ta vừa link không. Đó, có file uh, bay và file main rồi nhá. Ok. Thì uh, chúng ta có thể test một cái một thẻ h1 gì đó vào đây. Uh, hello Đúng không? Hello gì? HTML Đó ok Thì uh, dựng bay đơn giản này thôi Thì uh, chúng ta sẽ kết thúc video này tại đây Sang video tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện Những cái uh, khâu chuẩn bị tiếp theo nhé Xin chào các bạn